quê tôi không chỉ có những chiếc cầu tre lắc lẻo, những bãi bồi phù sa với con nước lớn ròng cho tôi và đám bạn ký ức hồn nhiên trưa hè ấm áp, mà ở đó còn có những bụi lùng nước xanh màu hy vọng gắn liền với tuổi thơ tôi. Ở quê cây lùng mọc nhiều lắm, chủ yếu là cạnh bờ sông hay cặp mé mương. Phải chăng vì vậy nên người ta mới chia nó ra làm hai loại là lùng nước và lùng dòng. Phân biệt từng loại cũng không khó. Lùng nước lá nhỏ và mịn hơn so với lùng dòng. Đặc biệt cây lùng nước có rất nhiều công dụng. Và đối với bọn trẻ chúng tôi lúc bấy giờ, công dụng lớn nhất có lẽ là làm đồ chơi. Những buổi trưa buồn, năm bảy đứa tụi tôi thường rủ nhau ra chỗ hẹn là bụi lùng nước trước nhà thằng bé Năm cuối xóm. Khi đã tụ tập đông đủ, chúng tôi chia nhau đi kiếm vài cây lùng nước về để bày trò mà chơi. Lớn nhất trong đám bạn nên tôi thường nhận nhiệm vụ lựa mấy nhánh lùng tốt tốt, chặt ra cho nhỏ bạn kéo về để làm que thảy banh đũa. Ở nông thôn mà, đối với tụi tôi thì đâu có gì hay hơn ngoài những cuộc vui như thế này. Trong khi tụi con trai lựa mấy nhánh lùng nhỏ để chuẩn bị chơi trò banh đũa, thì mấy nhỏ bạn tôi cũng tranh thủ lặt lại mớ lá lùng để chút nữa làm tiền mua sắm. Đứa thì làm chủ quán, đứa thì làm người đi chợ. Đã đi chợ thì phải có tiền, và khi đó tiền của tụi tôi nhiều lắm, nó ở ngay bên cạnh chứ đâu. Nhờ vào những đồng tiền làm bằng lá lùng mà chúng tôi mua được cho mình nhiều ký ức tuổi thơ lắm. Trong chuỗi ký ức đó, tôi không sao quên được công dụng của một loại dây được làm từ thân lùng bé nhỏ. Khi những tia nắng cuối mùa bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho những ngày mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, thì gia đình tôi lại bắt tay vào việc đốn lùng lấy thân cây làm lạc để chằm lá sửa lại mái nhà. Trước sông nhà tôi lùng nước mọc lên nhiều lắm. Cha con tôi chỉ cần bơi xuồng dạo quanh một vòng là có đủ số lùng để làm lạc chằm lá rồi. Nghe cha tôi nói, dây lạc từ thân lùng dẻo và chắc, không thua gì dây lạc làm từ lá dừa nước non hay thân cây tre. Cha tôi thường chọn những thân cây già mọc lâu năm mà đốn, còn những cây nhỏ thì ông để lại cho những mùa sau. Những lúc như thế này tôi thường đi theo dọc phá nhiều hơn là phụ giúp. Con nít mà, việc nào nặng nhọc thì cha mẹ thường làm trọn, còn những phần việc nhàn nhã thì dành cho con trẻ. Nói cho văn vẻ như vậy, chứ thật ra tôi cũng sợ câu thương cho roi cho vọt lắm. Lỡ như sớ rớ bước tới quậy phá, cản chân cản tay cha đang làm, thì thân lùng làm roi đánh đau không thua gì roi mây roi mót. Lần nào cũng vậy, khi chuẩn bị chằm lá, ngoại tôi hay qua trước vài ngày để phụ cha mẹ tôi chuẩn bị các phần việc lặt vặt trong nhà. Và những lúc như thế, mẹ tôi thường làm một ít bánh cuốn nước tro đãi ngoại. Để có những chiếc bánh no tròn thì dùng lá lùng dòng gói là số 1. Lá lùng dòng tròn, dày và khó rách hơn những loại lá khác, nên thường được bà con quê tôi chọn để gói bánh uống nước tro hay bánh ít. Biết thế nào ngày mai cũng có bánh ăn,
nên tôi rất hăm hở phụ mẹ một tay. Những chiếc bánh tuy đơn sơ nhưng gói trọn nghĩa tình của hồn quê chân chất cho tuổi thơ tôi và những ai đã từng lớn lên nơi vùng sông nước này, những kỷ niệm ngọt ngào khó quên. Để một mai trên bước đường đời với bao chướng ngại, tôi còn có cái để nhớ, để thương về một tuổi thơ hồn nhiên chân chất, có nụ cười hiền hòa của ngoại, có dị ấm tình thương của cha mẹ. Đã chuẩn bị đủ số lùng để chẻ lạc, cha mẹ và ngoại tôi lại tất tả cho việc chặt lá. Để có đủ lá lợp nhà, nhiều khi phải mất cả 3-4 ngày công. Vất vả là vậy, nhưng không ai than phiền, mà ngược lại ai nấy đều rất vui. Để có được những cọng lạc mềm dẻo không phải là chuyện dễ. Người xé lạc phải cẩn thận uốn cong thân lùng, nếu không dây lạc sẽ dễ bị lõi, không sử dụng được. Phải chăng vì vậy mà tấm lá được chầm ra cũng dày và tốt hơn? Lá lợp nhà ở quê tôi ít ai ra chợ mua lắm, đa phần tự chầm ở nhà là nhiều. Người dân lấy công làm lời là chính. Những cọng lạc tuy bé nhỏ đơn sơ nhưng từ lâu đã gắn kết biết bao giá trị của hồn quê bến nước, đã trở thành biểu tượng của tình cảm gia đình, là nỗi nhớ niềm thương của bao người. Ngó lên nuột lạc mái nhà, bao nhiêu nuột lạc nhớ ông bà bấy nhiêu. Và giờ đây khi khói năm chiều đã cưa dần nơi mái nhà tranh, khi cuộc sống hiện đại đã trải ra phía trước, liệu rồi đám trẻ sau tôi có còn mấy ai biết đến giá trị và công dụng của loài cây điền giả này? Hoặc chăng đó chỉ là một vài ký ức đông đầy thấp thoáng xa xăm trong thơ ca nhạc hòa? Đám lùn nước ngày nào giờ vẫn còn đây bên những người nông dân tay nắm chân vùng. Nó vẫn âm thầm đón từng con nước nén rồng cho mảnh được phù sa, được đắp bồi, lá ngọc. Bến sông quê vẫn bên bồi bên nở, câu hát ru hời dẫn tiếng à ơi vẫn tha thiết ngân vang. Lời ca miên man như đưa tôi trở về cùng ký ức, có đám lá bụi lùn mãi nhớ tuổi thơ ơi.